Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vĩnh Tường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn các biện pháp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện. Các tình nguyện viên được các cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt các nội dung cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm các bệnh lý do virus corona gây ra, các biện pháp dự phòng lây nhiễm, hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, cách vận chuyển bệnh nhân tử vong do mắc SARS-CoV-2, khử khuẩn xe vận chuyển, xử lý ổ dịch khi có các bệnh COVID-19 tại cộng đồng, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm, hướng dẫn sử dụng các hóa chất khử trùng chứa cloro trong công tác phòng chống dịch. Đây là những nội dung hết sức thiết thực nhằm trang bị kỹ năng cần thiết cho các tình nguyện viên cùng chung tay quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân đang được tỉnh quan tâm. Mới đây, Bộ Y tế đã phân bổ cho Vĩnh Phúc thêm 16.000 liều vaccine AstraZeneca và được triển khai tiêm cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo đúng quy trình để sớm đạt được mục tiêu tiêm chủng. Đợt vaccine được phân bổ về lần này được tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch số 178 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó có đối tượng là công nhân tại các công ty trong và ngoài khu công nghiệp. Nhiều công nhân lao động đều có tâm trạng rất phấn khởi bởi họ được tạo điều kiện tiêm vaccine sớm, yên tâm lao động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tôi cảm thấy rất chi may mắn được đi tiêm vaccine ngày hôm nay với trong tình trạng bệnh dịch đang rất chi là diễn biến phức tạp. Công tác tiêm ở đây cảm thấy rất chi là tốt khi mọi người phục vụ chỉ bảo rất chi nhiệt tình. Sau khi tiêm thì tôi cảm thấy rất yên tâm công tác làm việc. Tôi hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì tôi cũng là một trong những cán bộ của Ban Quản lý Khu nghiệp, cũng sẽ có những lúc phải tiếp xúc với các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Cho nên là tôi thấy việc tiêm này hết sức là đối với toàn dân và đối với công chức thì rất là cần thiết. Trong lần này, cùng với các bệnh viện tuyến tỉnh, lượng vaccine được phân bổ về tuyến huyện, tuyến xã cũng được các đơn vị chức năng thực hiện tiêm ngay tại cơ sở để giảm áp lực cho đội ngũ y tế tuyến tỉnh, tránh việc tập trung quá đông người. Chúng tôi kết hợp với sở sau khi giao nhiệm vụ của sở y tế giao nhiệm vụ có vaccine được phân bổ từ trung ương về địa phương thì chúng tôi ngay lập tức chúng tôi đã lên kế hoạch để cho các cái đợt tiêm tiếp theo rồi. Chính vì vậy là khi có được số lượng phân bổ vaccine thì chúng tôi ngay lập tức chúng tôi có thể triển khai được ngay. Ví dụ như trong ngày hôm qua thì chúng tôi mới được phân bổ vaccine AstraZeneca để tiêm, thì ngay chiều hôm nay chúng tôi đã triển khai tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho đối tượng là các công nhân, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu công nghiệp cũng như là Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Công Thương rồi. Thì với tiến trình dự kiến của chúng tôi là từ nay đến thứ Sáu thì chúng tôi sẽ tiêm hết cái lượng vaccine được giao trong đợt này để tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho những đợt tiếp theo. Cùng với tiêm đúng, tiêm đủ liều, các đơn vị chức năng cũng đã chuẩn bị các phương án theo dõi, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân sau tiêm. Sau khi tiêm chủng trong nhất là trong khoảng một thời gian là 3 ngày đầu tiên thì tuyệt đối các chúng ta lên phải là kiêng rượu bia và các cái chất kích thích trong 3 ngày đầu. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải uống đủ nước. Với một cái lượng nước tối thiểu một ngày cũng nên khoảng với một người lớn bình thường cũng phải từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước. Còn sau khi tiêm vaccine trong vòng từ ngày thứ tư đến ngày thứ 28 thì chúng ta cũng cần phải để ý một số các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng nó có thể tái xuất hiện trở lại. Ví dụ như là tái xuất hiện trở lại cái dấu hiệu đau đầu, dấu hiệu nhìn mờ, yếu tay chân, đột ngột xuất hiện đau ngực, đau bụng, tiêu chảy vân vân, thì đấy là những cái dấu hiệu chúng ta cần phải đến bệnh viện khám ngay để loại trừ các cái bệnh lý có thể liên quan đến việc tiêm vaccine hoặc là những cái bệnh lý không liên quan đến chuyện tiêm vaccine để chúng ta có biện pháp điều trị cho kịp thời. Dự kiến khoảng 31.000 liều vaccine được chuyển về trong đợt 5 và đợt 6 lần này. Trong đó đợt 5 có khoảng 15.000 liều vaccine Moderna, đợt 6 có khoảng 16.000 liều vaccine AstraZeneca. Lượng vaccine tiếp tục được phân bổ về trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến xã để tiêm cho các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, cùng nằm trên một địa bàn, cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo dục có sự tương đồng. Nhưng nhiều năm qua, việc phát triển giáo dục giữa trường tiểu học Đạo Đức A và trường tiểu học Đạo Đức B huyện Bình Xuyên lại có nhiều bất cập.
giữa một bên thì quá tải học sinh, một bên lại thiếu hụt học sinh. Năm học vừa qua, trường tiểu học Đạo Đức A có 1.036 học sinh với 29 lớp. Do số lượng học sinh đông, cơ sở vật chất không đáp ứng, nhà trường phải tận dụng 4 phòng học bộ môn và 2 phòng học tạm đã xuống cấp để làm lớp học, nhưng tỷ lệ học sinh vẫn vượt 35 em một lớp so với quy định. Nếu như tình trạng học sinh quá tải không được giải quyết, thì năm học 2021-2022, trường tiểu học Đạo Đức A sẽ không thể giữ vững danh hiệu trường quốc gia. 2021 này thì nhà trường kiểm định chất lượng, thì nếu như mà số lượng học sinh mà vẫn như mọi năm là theo cái phát triển là 6 lớp 1, thì nhà trường sẽ, cơ sở vật chất của nhà trường sẽ phải dùng phòng chức năng để làm phòng học. Và cái việc mà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thì sẽ bị mất, bởi vì là cơ sở vật chất là không đủ. Chỉ cách trường tiểu học Đạo Đức A chưa đầy 1 km, nhưng trường tiểu học Đạo Đức B chỉ có 361 học sinh với 12 lớp học, thừa 2 phòng học so với số lớp. Mặc dù cơ sở vật chất đang được đầu tư khang trang, phòng lớp học đầy đủ, tuy nhiên công tác tuyển sinh của trường tiểu học Đạo Đức B vẫn gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã tuyển sinh toàn bộ học sinh ở các cái khu phía thuộc về nhà trường, phía dưới này là được 74 học sinh. Trong đó có 12 em học sinh tạm trú. Thế còn lại số học sinh mà chúng tôi chưa tuyển được thì đang được các văn bản chỉ đạo cũng như là chính quyền địa phương điều tiết hai khu học sinh ở tổ dân phố Thượng Đức và tổ dân phố Trại Giật về tuyển sinh ở trường Đạo Đức B. Thế nhưng mà cũng đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa tuyển sinh được. Theo kết quả đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên, hiện nay hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục của hai trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Đạo Đức cũng được đánh giá là tương đồng nhau, thậm chí chất lượng giáo dục của trường tiểu học Đạo Đức B còn được đánh giá cao hơn so với trường tiểu học Đạo Đức A. Cơ quan chuyên môn chúng tôi chỉ đạo và theo dõi thì thấy hai trường cái sự phát triển là tương đồng nhau. Và những năm gần đây thì trường tiểu học Đạo Đức B còn có sự phát triển nhỉnh hơn so với trường Đạo Đức A. Cụ thể là trong cái việc xét thi đua hàng năm, hai năm gần đây nhất thì trường Đạo Đức B đều xếp trên trường Đạo Đức A. Trước thực trạng trên, Đảng ủy thị trấn Đạo Đức đã quyết định điều chỉnh khu vực tuyển sinh vào lớp 1 đối với hai trường phù hợp với quy mô phát triển giáo dục của địa phương. Theo đó, các em học sinh đang cư trú, tạm trú ở tổ dân phố Trại Giật và tổ dân phố Thượng Đức trước đây thường tuyển sinh ở trường tiểu học Đạo Đức A sẽ chuyển về tuyển sinh ở trường tiểu học Đạo Đức B. Chúng tôi cũng căn cứ vào cái khảo sát của các nhà trường về cái số lượng học sinh ở tổ dân phố Trại Giật, tổ dân phố Thượng Đức là để chúng tôi là tiến hành điều tiết học sinh. Thế và một cái việc quan trọng nữa là căn cứ vào cái cơ sở vật chất để đảm bảo cái việc giảng dạy và học tập của hai trường tiểu học để chúng tôi điều tiết cho phù hợp. Về khoảng cách địa lý của hai tổ dân phố Thượng Đức và tổ dân phố Trại Giật thì cũng chưa đến một cây số. Cho nên là cái việc điều tiết học sinh cũng không phải là quá xa và vẫn đảm bảo thuận tiện để cho phụ huynh học sinh đưa con em đến trường thuận tiện. Quyết định của Đảng ủy thị trấn Đạo Đức về việc phân tuyến tuyển sinh là việc làm cần thiết nhằm giải quyết những bất cập trong công tác tuyển đầu cấp tiểu học diễn ra nhiều năm qua, đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các trường học trên địa bàn. Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế ra đường, nhiều đối tượng đã tranh thủ sự lơ là của một số người dân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trước thực trạng trên, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này. Nhiều năm cho công nhân thuê trọ, gia đình ông Nguyễn Tường Thuật ở tổ dân phố Vĩnh Thịnh Tây, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã chủ động gia cố cổng cửa, lắp đặt camera an ninh xung quanh khu vực 28 phòng trọ của gia đình, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu nhà trọ để đảm bảo an toàn tài sản cho người thuê trọ. Gia đình nhà tôi là tự trang bị là 10 mắt camera chiếu ở các ngõ, các cái phòng trọ, hay là lớp cửa nhà tôi thì là
tôi dùng hai lớp cửa để chống cái việc là trộm cắp leo trèo vào và không nhận những người đi làm về sau 10 giờ đêm. Nếu đi làm về đêm thì phải đến sáng mới về thì tôi mới nhận những người đó để cả gia đình được là an ninh là tốt, gia đình cũng không bị mất mát xảy ra cái gì. Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên hiện có hơn 5.000 phòng trọ với trên 7.000 người đang tạm trú trên địa bàn. Để đảm bảo an ninh trật tự, công an phường phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp với chủ nhà trọ làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn của đối tượng trộm cắp tài sản. Công an phường đã thực hiện cụ thể là đã giao cho từng cảnh sát khu vực xuống ở địa bàn khu dân cư để tuyên truyền cho các hộ dân có nhà trọ để phòng ngừa, nhất là phòng ngừa về các công nhân ở nơi khác bùng dịch đến địa bàn và các đối tượng là đối tượng hình sự ma túy mại dâm đến địa bàn để hoạt động để ẩn náu, thì qua đó thì công an phường đã rà soát lên danh sách từng đối tượng một để có biện pháp đấu tranh triệt phá. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, công an thành phố Vĩnh Yên đã khởi tố 21 vụ với 25 đối tượng trộm cắp tài sản, trong đó chủ yếu là hành vi trộm cắp vặt tại các khu nhà trọ hoặc trong các khu dân cư. Tôi đã có xây dựng rất là nhiều những cái bài tuyên truyền, những khuyến cáo người dân phòng ngừa về cái trộm cắp tài sản thì đầu tiên là mình phải gia cố về những cái cổng cửa để phòng tránh các đối tượng lợi dụng sơ hở để đột nhập. Cái thứ hai là nâng cao tinh thần cảnh giác trong cái quá trình tự bảo quản quản lý tài sản. Đấy, và cũng không để những cái tài sản có giá trị tại các cái nơi mà không có người trông coi quản lý. Đấy, như là ở công sở thì không để cái tài sản ở tại các phòng làm việc. Thế và người dân thì không để tài sản ở các cái nơi công cộng mà không có người quản lý. Chỉ mất vài giây để các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, để góp phần phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi người dân cần chủ động đề cao cảnh giác với tội phạm này.